cái radio mới làm vun nồi bồ với lọc gió. Mà đi chậm á thì nó không có ồn nhá. Chậm thì nói gì nè. Xe vô bắt rồi đi. Cho anh em nó xem clip nha. Đây sau đây chiếc radio mình làm nồi xong thì nhấn thêm cái lọc gió đồng chơi nè. Bố chu rồi so. Mình dớt theo cái bài của mình. Cái này móc bô với lại thay cổ luôn. Ấm ra đầu. Ra đầu anh em về từ nó không ồn. Móc bô nó sẽ chạy vô hơn là bô diêm luôn nha. Mình gấp vô mình test cho mình xem nha. Cái này hồng quá à, phải chậm y thôi. Thật. Radio quá trời. Mình test cái con radio mà. Cái này còn diêm chưa làm. Mới chạy 3000 mấy cây à. Rồi đây đang bị rung đầu với lại lì không có mạnh. Đây làm xong mình test cho anh em xem. Đây là hai cục máy sau hai mặt chưa làm xong. Quay hát bằng sắt. Cho vài vô. Chiếc